Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn về một cây thuốc cũng khá là quý các bạn nhá. Thì trên màn hình các bạn đang theo dõi đây là cây một loài của cây ngũ gia bì các bạn nhá. Đây cũng là một loài của ngũ gia bì nhá. Ngũ gia bì thì nó có rất nhiều loài các bạn ạ. Đấy. Có loại thì mọc ở trên cây, mọc ở trên núi đá là thả rễ xuống. Và có loại thì mọc ở núi đất. Đấy. Có loại thì là ngũ gia bì gai. Đấy, nhiều loại lắm các bạn nhá. Thì đây là cũng một trong những là ngũ gia bì này các bạn này. Đấy. Thì cây này thì ở một số dân ở vùng khác thì hay còn gọi là cây lá đắng. Cái này thì cũng rất là tốt các bạn ạ. Ăn vào nó rất tốt cho đường tiêu hóa này, riêng những cái lá đây này, lá non mơn mởn đây này. Đấy, thì là nó tốt cho đường tiêu hóa lắm các bạn ạ. Và nó bổ, nó là một vị thuốc bổ các bạn nhé. Đấy. Và người mệt mỏi thì dùng ngũ gia bì thì nó chống lại sức các bạn ạ. Đấy, nó vừa tốt cho rễ của nó, rễ và vỏ của nó thì tốt cho bệnh về đau nhức xương khớp, nhất là thoái hóa xương khớp các bạn nhé. Đấy, đây này. Thì ở vùng mình cũng còn khá nhiều các bạn ạ. Đây này, người ta còn chặt chặt cây đi rồi này. Trên mình không, người ta không 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 dùng mấy. Có dùng nhưng mà có người không biết thuốc thì người ta chặt đi để trồng cây lâm nghiệp. Do vậy thì ngày càng dược liệu xong rồi là họ lại còn đốt thực bì nữa. Cho nên xử lý thực bì, cho nên là bây giờ cây nó cũng không, ngày càng bị mai một đi. Đây này, lá non này tốt lắm các bạn ạ. Đấy. Mang về nấu canh, cho vào canh thịt, canh cá các thứ thì rất tốt. Màu mùi vị rất đặc trưng các bạn nhé, rất dễ ăn mà rất thơm. Đấy. Thì hôm nay mình đi rừng cho nên là mình gặp thì mình quay cho các bạn, giới thiệu cho các bạn về những cái cây thuốc quý. Cái này thì dùng lá của nó về những người mà bị bong gân bầm tím, đau nhức xương khớp này, đau đầu gối, sưng đau đầu gối này, các thứ thì giã ra bọc rất tốt các bạn nhá. Đấy, kể cả những trường hợp nào mà có thể là bị gãy xương cũng lấy về cũng liền rất nhanh đấy các bạn ạ. Đấy, đây cũng một trong những loài ngũ gia bì nhá. Hay ở những vùng khác người ta còn gọi là cây lá đắng các bạn nhá. Mùi thơm rất thơm. Đây hôm nay mình cũng ở trên các khu trên kia thì cũng còn khá nhiều. Đấy, do vậy thì khi nào đi thu hái về thì mình sẽ lấy một nắm lá về nấu canh rất ngon các bạn ạ, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức khỏe các bạn nhé. Đấy, đây mời các bạn theo dõi này. Đây. Đấy, một lá nó có hình chùm xòe ra như thế này. Đấy. Cây này mình mang về trồng cũng sống dễ các bạn ạ, rất dễ sống. Đây, cái này thì thường là mình đào phần rễ với lại lấy vỏ thân về dùng thôi các bạn ạ. Riêng loại cây này. Đấy, còn một loại ở trên núi đá nữa. Ở trên núi đá cũng rất tốt các bạn ạ. Cây đấy thơm lắm. Đấy, thảo dược quý thiên nhiên ban tặng cho rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta bây giờ không bảo tồn được nhiều. Ngày càng chặt cây để phá rừng để trồng cây lâm nghiệp, cho nên là bây giờ những cây thuốc để mai một dần đi rồi các bạn ạ. Đây, cái này thì nó chữa đau nhức xương khớp, thoái hóa xương khớp rất tốt các bạn nhé. Đấy. Cái này đi rừng cũng bắt gặp cũng khá nhiều các bạn ạ. Vùng nào có nhiều thì cũng rất nhiều.
Vùng mình thì nhiều người chưa khai thác đâu, nhưng mà chẳng qua là bị chặt phá bỏ đi thôi, cho nên rất là tiếc. Cái cây này thì nó còn là cây nhỏ mới mọc chồi lên thôi, còn những cây to thì thậm chí nó còn thể to như thế này, to hơn nữa. Thì mình chỉ vạc lấy vỏ thôi các bạn ạ, mình đẽo lấy vỏ rồi mình mang về phơi rồi dùng thuốc thôi. Còn những cái này thì mình chỉ lấy lá thôi, lấy lá nó về về ăn hoặc là mang về đắp thuốc đắp nhé, thuốc đau đắp về đau nhức xương khớp, tất cả các loại đau nhức xương khớp. Dùng cái này là nó là thuốc bổ mà, một trong những vị thuốc bổ rất là tốt, nó cũng có tác dụng khu phong trừ thấp rất là tốt đấy. Đây, video của mình xin được kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong các bạn lại tiếp tục ủng hộ kênh và đồng hành cùng kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.